Xin chào các bạn đến với kênh của Linh. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe AK của công ty bảo hiểm Vietinbank banh Thì đây là một sản phẩm khá là mới, vậy nên là cũng có nhiều thắc mắc mà các khách hàng có thể sẽ có khi mà cân nhắc để tham gia sản phẩm này. Trong đó có câu hỏi ví dụ như là ai là người có thể tham gia cái sản phẩm bảo hiểm này, thời gian chờ là bao lâu và các cái bệnh đặc biệt là bệnh gì cũng như là các cái trường hợp loại trừ đối với cái sản phẩm này như thế nào. Trong video lần này mình sẽ lần lượt trả lời các cái thắc mắc này của các bạn. Câu hỏi đầu tiên đó là ai là người sẽ được tham gia cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe AK này? Mình lấy một điểm đây đó là tham gia đây là tham gia với tư cách là người được bảo hiểm. Còn người mua bảo hiểm thì có thể là một người khác. Thì đây là những quy định về người được bảo hiểm. Thì người được bảo hiểm đối với sản phẩm này thì sẽ phải là công dân người Việt Nam hoặc là có thể là người nước ngoài nhưng mà ở Việt Nam và không rời Việt Nam quá 180 ngày liên tục người này thì sẽ phải cần ở trong độ tuổi từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi, tức là độ tuổi nó cũng khá là dài, khá là trải khá rộng đúng không ạ? Một cái điều kiện nữa đó là cái người này thì sẽ không thuộc các cái trường hợp sau. Thứ nhất đó là người mà đã hoặc đang mắc các bệnh hoặc tình trạng như sau. ở đây ví dụ như là Parkinson là các bệnh như Parkinson này, các bệnh liên quan đến Alzheimer này, rồi đa sơ, đa sơ cứng loạn dưỡng cơ vân vân này. V. V. này có rất nhiều các cái bệnh mà nếu mà tham, mà khách hàng đã hoặc đang mắc các cái bệnh này thì sẽ không được tham gia cái sản phẩm này. Thứ hai là trường hợp là các khách hàng mà đã hoặc đang mắc các cái bệnh lý nghiêm trọng cụ thể như sau. Ví dụ như là ung thư, hoặc phẫu thuật não, đột quỵ xuất xuất huyết não, xơ cứng động mạch hoặc là các bệnh liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này hoặc là nhồi máu cơ tim suy gan, ghép tủy xương vân vân. Thì đây là các trường hợp được coi là đang mắc hoặc là đã mắc bệnh lý nghiêm trọng và những người mà thuộc các trường hợp này thì cũng sẽ không được tham gia sản phẩm bảo hiểm AK này. Thứ ba đó là những người mà đã hoặc đang trong tình trạng thương tật vĩnh viễn trên 50% và thứ tư là người đang trong thời gian điều trị nội trú do bệnh hoặc tai nạn. Lưu ý đây là những người đang trong thời gian điều trị nội trú nhé. Còn nếu mà đang điều trị ngoại trú tại nhà Thì vẫn có thể tham gia sản phẩm này Thì đây là những cái trường hợp mà sẽ không được tham gia bảo hiểm AK Và khi mà các bạn làm thủ tục mua cái sản phẩm này Thì đây cũng sẽ là các câu hỏi để thẩm định, thẩm định sức khỏe Và nếu mà các bạn chỉ cần trả lời mà có mắc một trong các cái tình trạng này thì cũng sẽ không được tham gia sản phẩm này Câu hỏi thứ hai mà rất nhiều người thắc mắc đó là thời gian chờ của cái sản phẩm này. Thì như các bạn đã biết, đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe mua rời giống như là sản phẩm AK này thì sẽ có áp dụng cái thời gian chờ đối với một số đối với một số trường hợp. Thì uh, thứ nhất là thời gian chờ ở đây thì chúng ta sẽ cần phải hiểu đó là khoảng thời gian mà trong đó nếu mà phát sinh chi phí khám hoặc chữa bệnh thì bệnh nhân sẽ không được VBI thanh toán cho cái chi phí khám hoặc là chữa bệnh đó. Và thời gian chờ này thì bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc được điều trị Tức là nó tính theo thời điểm có bệnh chứ không phải là tính theo cái thời điểm điều trị Thì các bạn cần lưu ý điều này Quy định về thời gian chờ thì cụ thể như sau Đối với bệnh thông thường thì là 30 ngày Đối với bệnh đặc biệt hoặc là bệnh hoặc thương tật có sẵn thì sẽ là 365 ngày Tức là một năm đầu tiên Với bệnh đặc biệt thì lát nữa mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau đối với bệnh hoặc là thương tật có sẵn thì sẽ có một số cái cơ sở để VBA xác định đó có phải là bệnh có sẵn hay là tình trạng có sẵn hay không. Ví dụ như là sẽ là căn cứ vào cái kết luận hoặc là chẩn đoán của bác sĩ hoặc là căn cứ vào hồ sơ bệnh án lưu trữ tại cơ sở y tế hoặc là các cái tài liệu y khoa mô tả về diễn biến hoặc là dịch tễ bệnh hoặc là VBA cũng có thể là trưng cầu ý kiến chuyên môn của Trung tâm pháp y, hội đồng giám định y khoa và cuối cùng đó là cơ sở để xác định đây có phải là bệnh hay là thương tật có sẵn hay không đó chính là từ khách hàng tức là do chính bên mua bảo hiểm hoặc là người được bảo hiểm tự kê khai khi mà yêu cầu bảo hiểm thì các trường hợp đó thì sẽ được coi là bệnh hoặc là, hoặc là thương tật có sẵn cái quyết định về thời gian trả thứ ba đó là trường hợp tử vong thì đối với tử vong đây thì nó sẽ có hai trường hợp là tử vong do bệnh thông thường thì sẽ là 90 ngày và cái trường hợp thứ hai đó là tử vong mà do bệnh đặc biệt hoặc là bệnh tự có sẵn thì sẽ là 365 ngày. Thì à, các bạn lưu ý một điểm đó là mặc dù đây là một cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nhưng mà nó vẫn có cái quyền lợi tử vong, tức là quyền lợi bảo hiểm sinh mạng. Nhưng với quyền lợi bảo hiểm sinh mạng này thì cũng có thời gian chờ, cụ thể thì mình như mình vừa mới nói xong. Tiếp theo về thời gian chờ về trường hợp là sinh con hoặc là tai biến sản khoa thì sẽ là 270 ngày. Thì cụ thể về phần à, thời gian chờ thai sản này thì lát nữa mình sẽ nói sau. Cuối cùng đó là Thời gian chờ trong trường hợp mà phát sinh cái bất thường trong quá trình mang thai hoặc là bệnh lý phát sinh do nguyên nhân thai kỳ thì sẽ là 90 ngày. Thì như các bạn thấy đối với mỗi trường hợp thì nó sẽ có một cái thời gian chờ riêng và các bạn cần phải lưu ý cái cái mốc thời gian chờ của cái từng trường hợp này để biết chắc chắn là mình có được chi trả trong trường hợp mà không may mắc phải một trong số những cái tình trạng như thế này tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đến với cái phần là bệnh đặc biệt thì uh, với vipay thì uh, vipay sẽ quy định một danh sách các cái bệnh đặc biệt cụ thể các bạn có thể theo dõi ở trong cái uh, quy tắc điều khoản sản phẩm. Thì Trên màn hình ở đây cũng chính là cái danh sách các bệnh đặc biệt mà có trong quy tắc đó. Các bạn có nhìn thấy đó là các bệnh này thì được chia theo các cái hệ đúng không? Ví dụ như bệnh hệ thần kinh, bệnh hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, bệnh về khối u, bệnh của máu bệnh của da và mô liên kết các bệnh liên quan đến xương khớp và các bệnh liên quan đến sinh sản và cuối cùng là các cái bệnh khác mà không thuộc các trường hợp trên thì nhìn chung đây các bạn có nhìn thấy là cái danh sách này nó khá là nhiều bệnh thì đối với các cái bệnh được liệt kê ở đây thì nếu mà trong năm hợp đồng đầu tiên hay là chính xác hơn là trong 365 ngày đầu tiên mà các bạn đi uh, đến viện đến cơ sở y tế để điều trị là nội chú hay ngoại chú các cái bệnh mà được liệt kê ở đây thì VIB sẽ không chi trả vì nó sẽ thuộc thời gian chờ của năm đầu tiên còn từ năm thứ hai trở đi thì khi mà các bạn đi điều trị các bệnh này thì sẽ được chi trả như bình thường tiếp theo là về thời gian chờ của cái quyền lợi thai sản thì đối với quyền lợi thai sản thì như mình nói ở phần trước đó là thời gian chờ sẽ là 270 ngày tính từ ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm thì trong vòng 270 ngày nếu mà nếu mà bạn sinh ở trong vòng trong khoảng thời gian này thì sẽ không được chi trả. Còn nếu các bạn sinh từ ngày 270 đến ngày 365 thì bắt đầu sẽ được chi trả nhưng với điều kiện là sẽ giúp đồng chi trả với tỷ lệ 50/50 -50 ở tất cả các cái cơ sở y tế. Còn từ thời điểm 365 ngày trả đi, tức là từ năm hoạt động thứ hai ấy, thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục được chi trả nhưng mà quy định đồng chi trả là sẽ khác một chút, đó là đối với các cái bệnh viện tư nhân hoặc quốc tế thì sẽ áp dụng chi trả đồng chi trả là 70-30, tức là công ty bảo hiểm sẽ trả 70 và các bạn sẽ tự chi trả 30 còn trong trường hợp các bạn à, dự định sinh ở các cái bệnh viện công lập thì sẽ được à, thanh toán 100% của cái số tiền bảo hiểm tức là không, không quá cái hạn mức của cái gói mà các bạn tham gia một điểm các bạn lưu ý ở đây thì đó là chính là cái thời gian chờ 270 ngày này thì nó là thời gian chờ sinh chứ không phải là thời gian chờ thụ thai bởi vì có một số công ty bảo hiểm thì có quy định cả cái thời gian thụ thai cơ còn ở đây thì 270 ngày là thời gian chờ sinh miễn là các bạn sinh sau ngày 270 thì sẽ được chi trả một câu hỏi nữa mà các bạn sẽ rất quan tâm đó là cái trường hợp mà loại trừ bảo hiểm tức là những trường hợp nào trong những trường hợp nào mà khách hàng sẽ không được chi trả ngoài những cái uh, trường hợp về cái thời gian chờ người đầu tiên đó là về các trường hợp mà các bạn đi khám thì ở đây có ba trường hợp là khám sức khỏe định kỳ khám và cận lâm sàng không có kết luận về bệnh của bác sĩ và khám tư vấn y tế với mục đích kiểm tra tầm soát thì ở ba trường hợp này thì nó có đều có một cái điểm chung đó là khám nhưng mà một là nó không ra bệnh và hai là nó không có cái việc là điều trị thì trong các trường hợp này thì khách hàng sẽ không được chi trả cho cái chi phí khám đó thì đây các bạn chỉ cần nhớ đó là khám mà không có bệnh thì không được chi trả cái điểm lợi trừ tiếp theo đó là điều trị y tế mà không có cái chỉ định sử dụng thuốc của bác sĩ Mấy ví dụ như là trường hợp là các bạn mắc bệnh A bác sĩ chỉ định là sử dụng thuốc B để điều trị cho bệnh A đó nhưng các bạn ngoài việc là mua thuốc B thì các bạn mua cả cái thuốc C để tức là các bạn tự mua để bổ sung thì trong trường đó thì cái thuốc C đó cũng sẽ không được chi trả điểm loại trừ tiếp theo đó là cái hợp mà điều trị mà không được khoa công nhận cái này thì rất là rõ ràng rồi tiếp theo đó là bị ảnh hưởng bởi các chất kích thích các chất gây nghiện tức là khi mà các bạn sử dụng các cái chất kích thích các chất gây nghiện thì cũng sẽ không được chi trả tiếp theo là các hình thức tiêm chủng thì cũng sẽ được không được chi trả À, ví dụ như là các hình thức tiêm chủng với tác vaccine cho cho trẻ chẳng hạn thì, ngại, thì uh, sẽ không được chi trả ở đây thì chỉ có trừ trường hợp là yêu cầu bắt buộc phải tiêm chủng nếu mà để điều trị do tai nạn mà thôi thì trong trường hợp đó thì sẽ được chi trả tiếp theo cái sản phẩm này thì cũng sẽ loại trừ các cái trường hợp là bệnh mà lây qua đường tình dục loại trừ khám và điều trị các tật về khúc xạ ví dụ như là cận viễn hoặc loạn thị các phương pháp điều trị vô sinh hỗ trợ sinh sản hoặc là kế hoạch hóa gia đình các trường hợp là khuyết tật hoặc là dị tật bẩm sinh thì cũng sẽ không đi trả các loại thực phẩm chức năng hoặc là các loại thuốc bổ thì cũng sẽ không nằm trong danh sách được chi trả và cuối cùng là các trường hợp là suy nhược thần kinh suy nhược cơ thể mà không có nguyên nhân bệnh lý thì cũng không được chi trả thì ở đây là một vài trường hợp loại trừ nó phổ biến còn danh sách chi tiết thì các bạn nên theo dõi cụ thể và nghiên cứu cụ thể hơn ở trong cái quy tắc và điều khoản sản phẩm. Trên đây là một vài cái thắc mắc phổ biến của cái khách hàng đối với cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe A uh, AK của Vietinbank. Nếu các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hay là cần hỗ trợ gì thêm thì các bạn có thể liên hệ với mình qua kênh sau đây. Xin chào.